Kính thưa quý vị, và đoàn xe nghi lễ đưa di hài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến về nghĩa trang Mai Dịch. Và tại lễ viếng sáng ngày hôm qua, nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội để tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã đến kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.